Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái vườn trong chuối nuôi cấy mô. Vườn này á thì chủ vườn trong chuối Gia Hương, có diện tích khoảng 1,6 ha. Chuối da hiện nay có rất là nhiều loài: chuối da lùn, chuối da hương, chuối da nam mỹ, chuối tiêu hồng và rất là nhiều loài chuối có cái tên khác nhau. Chuối da hương mỗi quay thì nặng từ 30 cho đến 50 kg, trái thì thon dài, vỏ trái khi chín có màu vàng tươi, ruột thì màu vàng, ăn thì có vị thân ngọt, thơm, dẻo. Chuối có thể sinh sống trong điều kiện pH từ 4,5 đến 8, nhưng thích hợp nhất trong khoảng là pH là từ 6 đến 7. Về cái mật độ trồng thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, đất đai hoặc là tùy theo cái số lượng con chuối cần chưa lại ở mỗi bụi mà quyết định cái khoảng cách trồng. Cái kỹ thuật này thì đối với vườn mà để cây con cho cái vụ sau, khoảng cách trồng thì hàng cách hàng khoảng 2 đến 2,5 mét, cây cách cây trung bình khoảng 2 mét, mật độ cây trung bình trong 1 hecta thì từ 1.500 cây cho đến 2.000 cây. Cái kỹ thuật mà tỉa cây con thì cây bắt đầu đẻ cây con thì tiến hành tỉa. Nếu vườn để cây con trong cho vụ sau thì mỗi bụi chỉ nên để một cây mẹ thì từ 1 cho đến 2 cây con. Đối với cái vườn này thì chủ vườn không để cây con cho vụ sau mà chủ vườn mua giống về trồng mới lại. Kỹ thuật mà tỉa cây con thì cắt ngang thân già, sạch mặt đất, rồi dùng cái thân sắt nhọn phá hủy cái điểm sinh trưởng. Ngoài ra thì mọi người có thể là dùng các cái hóa chất để cái phá hủy điểm sinh trưởng của cây con.
Về phương pháp bón phân cho chuối và hướng á, thì chia 3 thời kỳ. Kỳ đầu á là kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, kỳ giữa là kỳ phân hóa mầm hoa, kỳ cuối á là kỳ phát hoa và phát triển buông trái. Thời gian từ khi trồng cho đến khi thu hoạch á, thì khoảng 11 đến 12 tháng, tức là sau khi trồng khoảng 7 đến 8 tháng á, thì chuối bắt đầu trổ buồng. Từ khi trổ buồng cho đến khi thu hoạch thì khoảng 3 đến 4 tháng. Đối với vườn này á, thì sau khi trừ chi phí đầu tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, công thu hoạch và các cái chi phí khác, thì lãi suất hơn 200 triệu đồng cho một hectare. À, cho em hỏi là anh tên gì nhỉ? Em tên Tiến. À vậy à. Cho em hỏi là cái vườn này là cái diện tích nhiêu nhỉ? Như em là tổng thể là một mẫu tư, là cả bên em nhà là chung với nhau. Đây, mình hỏi cái giống này là giống gì à? Cái giống Đây là giống chuối cây mô. chuối cái mô là tên là giống gì? Như bên mình nó gọi là chuối lùn, bên mình đó. À chuối luôn. Chuối này là có sấy được không? Dạ không. Cái này chỉ là ăn tưới thôi đó nhá. Dạ. Dạ vậy. Vậy là một một năm thì mình thu hoạch bao nhiêu lượng, hay là một cây này? Dạ, như là một cây thì ăn ăn một mùa. Là một năm là một cây vậy thôi. Dạ. À. Vậy là một cây này mình để bao nhiêu nhiêu cây con? Dạ, như là một cây thì ăn thì chỉ một cây chính thôi. Chứ có cây Thì con chặt thì không xong có rồi là ăn mình đâu. để một cây chín thôi. Dạ không. Chỉ là mình mua giống về mình trồng, sau này mình ăn hết cái cây này rồi thôi. Còn nếu mình muốn muốn mùa sau mình phải mua cây giống khác mình trồng. À, chứ không phải mình để cây Không con ăn này cây lên này à? không ăn được cái cây con. Bao lâu? Dạ, ban đầu giống từ đầu là nó chỉ một cây khoảng cỡ hình hình tấc, Rồi. cho tới thu hoạch tất cả là khoảng cỡ 8 đến 9 tháng. Nhưng mà ý nói từ khi ra hoa này, À, từ 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 khi ra cây hoa mà đến khi ba thu hoạch ba đó. ba tháng rưỡi đến 4 tháng. Yeah. Ừ. Thì khoảng mấy tháng là mình bẻ cái bắp. Dạ. Mày đi là cứ đếm ở trên xuống là tới cái quả thứ 9. À, là cái quay thứ 9 là Dạ. mình bẻ bắp. Dạ. À. Là cái bồn thứ 9 là mình không lấy nữa. À. Khi mình cắt cái bắp này Dạ. thì khoảng bao nhiêu tháng là nuôi được để mình thu hoạch, để cho thu hoạch? Chắc chừng 2 tháng. 2 tháng. Ừ. Tại vì từ lúc nó nhú ra là khoảng cỡ tháng rưỡi. Còn nó ra được tới quả thứ 9. Ừ. Rồi em cắt đi Cái giá một nên giá thì bao nhiêu? giá nó bất 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 ổn nó rồi. Nhưng mà thông thường á, Thông thường giờ giá hiện tại thì là 8.000, 10.000. à, Dạ, 8 10 ngàn vậy là nó tốt rồi. Một quay như vậy thì cái bao nhiêu ký? giá trọng lượng nó khoảng từ 30 mấy đến 40 kg. Vậy một hectare là có bao nhiêu cây? Dạ. Khoảng bao nhiêu cây? Đây nguyên cái khu đây đây ấy là khoảng chừng ngàn ngàn hai ngàn ba vậy, Là một hectare. chứ không một cái con cái sáu sao rồi ha. Rồi, chúc anh sức khỏe. Hai nha.
Tôi xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.